Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại kỳ họp thứ 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hà Hoàng Việt Vương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, các cá nhân này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương lê duy thành và bà hoàng thị thủy lan Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Cao Khoa, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội nhận hối lộ. Còn ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Trung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa hai bố con ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Sáng ngày 18 tháng 3, công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã được hoàn tất. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng rạp trong sân tòa, chuẩn bị ghế, màn hình TV cỡ lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng để đảm bảo có thể tường thuật toàn bộ diễn biến phiên tòa dành cho những người bị hại ngồi ngoài sân có thể theo dõi đầy đủ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa sơ thẩm cũng đã được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp và công an quận Hoàng Mai hoàn tất kế hoạch. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày có hơn 20 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo. Con trai chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại. Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt cho biết, ngay từ giai đoạn điều tra vào tháng 8 năm 2023, trong bối cảnh khó khăn nhất nhưng gia đình ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt đã nỗ lực khắc phục 100% thiệt hại với số tiền khoảng 8,6 ngàn tỷ đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục C03. Luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết thêm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận hơn 1.000 đơn xin giảm án do các nhà đầu tư cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can, đặc biệt là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và Đỗ Anh Dũng trong đơn, các nhà đầu tư xin tòa viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ các bị can, riêng đối với hai bị can Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đề nghị các quý cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, đặc biệt vì hai người này đã nỗ lực khắc phục đầy đủ 100% số tiền của người mua trái phiếu vào kho bạc nhà nước trong thời gian ngắn, đã giải tỏa được tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ, rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân ba công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ. Quá trình thực hiện ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại công ty kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội, mục đích để hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng, từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ, tuy nhiên sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư. Mới đây, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin, nữ tài xế Lương Hồng Trang sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ Hà Nội, người điều khiển xe trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy gây ồn ào dư luận, bị phạt thêm số tiền 11 triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Trang về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Chị Trang đã bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo điểm A khoảng 10, điều 5, Nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123. Như vậy, tổng số tiền phạt chị Trang phải nộp cho hai hành vi trên là 46 triệu đồng đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã có buổi làm việc cùng với chị Trang và anh NVA, sinh năm 1999 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người điều khiển xe máy Honda Dream và chạm giao thông với ô tô do bà Lương Hồng Trang điều khiển. Tại buổi làm việc, chị Trang và anh A nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hai bên thỏa thuận hòa giải và chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa hai phương tiện là không đáng kể. Trước đó, tại thời điểm xảy ra va chạm, lực lượng chức năng xác định chị Trang có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất 0,4mg trên 1 lít khí thở. Anh A không có nồng độ cồn. Sau việc trên, mạng xã hội loan tin nữ tài xế Lương Hồng Trang là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định thông tin được lan truyền là sai sự thật. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an. Ngày 11 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử phạt anh VST sinh năm 1986 Thanh Oai Hà Nội 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung là cháu lãnh đạo Bộ Công an.